Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Những tiếng nổ rung chuyển trung tâm thành phố Melitopol bị Nga tạm chiếm. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều Chủ nhật 28 tháng 5, Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của Melitopol cho biết những tiếng nổ rất lớn đã vang lên tại trung tâm thành phố Melitopol bị Nga tạm chiếm. Các báo cáo trước đó cho biết quân Nga đã tăng quân trong khu vực Zaporizhia, đặc biệt là ở khu vực Vasilika, Tomas và Molochansk, là những nơi họ nghĩ rằng sẽ bị quân Ukraine tấn công trong các ngày tới. Trong khi đó, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inyat cho biết, Nga đã tung ra một trận pháo kích lớn nhất vào Ukraine kể từ đầu chiến tranh tới nay. Còi báo động không kích kéo dài đến hơn 5 tiếng đồng hồ. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 52 trong số 54 máy bay không người lái do Nga phóng, và gọi đây là cuộc tấn công kỷ lục với máy bay không người lái Kamikaze do Iran sản xuất. Đại tá Yuri Inyat cho biết, có hơn 40 máy bay không người lái cảm tử của Nga đã bị bắn hạ trên bầu trời thủ đô. Ông cho biết, Nga đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự quan trọng ở các khu vực trung tâm của Ukraine và đặc biệt là khu vực Kyiv. Thượng tướng Serhiy Bobko, thống đốc biệt khu thủ đô Kyiv, cho biết, thông tin sơ bộ cho thấy cuộc không kích sáng Chủ nhật 28 tháng 5 là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Ông nói thêm rằng, Nga đã sử dụng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất trong cuộc tấn công. Hôm nay, đối phương đã quyết định chúc mừng người dân Kyiv vào ngày Kyiv với sự hỗ trợ của các máy bay không người lái chết người của chúng, tướng Poko nói. Cuộc tấn công được thực hiện thành nhiều đợt, thành ra còi báo động cảnh báo không kích đã kéo dài đến hơn 5 giờ đồng hồ. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần này đã kêu gọi Iran xem xét lại việc cung cấp máy bay không người lái chết người cho Nga để ngăn chặn họ trượt vào mặt tối của lịch sử. Nhưng Iran hôm thứ Bảy cho biết, những bình luận của ông thực sự được thiết kế để thu hút thêm vũ khí và viện trợ tài chính từ phương Tây. Trong 24 giờ qua, 400 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 3 xe tăng, 7 xe thiết giáp, 11 hệ thống pháo và 9 xe chủ quân và nhiên liệu. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến 28 tháng 5, 206.600 binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến. Tổn thất của quân xâm lược còn bao gồm 3.797 xe tăng, 7.456 xe thiết giáp, 3.425 hệ thống pháo, 574 bệ phóng hỏa tiện, 3.279 hệ thống phòng không, 313 máy bay chiến đấu, 298 trực thăng, 2.993 máy bay không người lái cấp tác chiến và chiến thuật, 1.056 hỏa tiện hành trình, 18 tàu chiến, 6.192 xe chủ quân và nhiên liệu, và 451 đơn vị thiết bị chuyên dụng. Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp hỏa tiễn hành trình Toru, loại vũ khí phóng từ trên không với tầm bắn 500 km. Đức đã nhận được yêu cầu vài ngày trước của phía Ukraine xin được cung cấp hỏa tiễn hành trình Toru, là loại vũ khí phóng từ trên không với tầm bắn 500 km. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết như trên nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết hoặc cho biết khả năng Đức sẽ cung cấp hỏa tiễn cho Ukraine là bao nhiêu. Nếu đồng ý cung cấp hỏa tiễn này, Đức sẽ tiếp bước Anh. Hồi đầu tháng 5, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên công khai cung cấp hỏa tiễn hành trình tầm xa cho Kyiv. Hoa Kỳ cho đến nay đã từ chối cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS, có tầm bắn 297 km trong bối cảnh lo ngại rằng Ukraine có thể sử dụng chúng để tấn công bên trong biên giới được quốc tế công nhận của Nga. Ukraine đã yêu cầu những loại vũ khí này trong nhiều tháng, nhưng sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây đã tập trung vào vũ khí tầm ngắn hơn.
binh sĩ Ukraine bắt đầu huấn luyện trên xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Khoảng 400 binh sĩ Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên xe tăng M1 Abrams của Mỹ ở Đức, tờ New York Times đưa tin. Một nửa nhóm bắt đầu được huấn luyện ở Grafenwöhr và Hohenfels ở miền nam nước Đức, được dạy các kỹ năng y tế và cách sử dụng súng trên xe tăng. Nửa còn lại được dạy cách nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe tăng. Khoảng 31 xe tăng dự kiến sẽ được gửi tới Đức để sử dụng trong chương trình huấn luyện, dự kiến kéo dài từ 10 đến 12 tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang đẩy nhanh việc huấn luyện xe tăng Abrams cho các chiến binh Ukraine trong bối cảnh cuộc tổng phản công dự kiến sắp xảy ra. Hồi tháng Giêng, Mỹ tuyên bố gửi 31 xe tăng M1 Abrams sau khi các đồng minh NATO là Đức, Canada, Ba Lan và Bồ Đào Nha tặng xe tăng Leopard cho Ukraine. Những chiếc M1 mà người Ukraine sẽ sử dụng trong việc huấn luyện đã đến Đức, Austin cho biết hôm thứ Sáu trong cuộc họp báo chung tại Ngũ Giác Đài. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, tướng Mark Milley nói với các phương tiện truyền thông tập trung tại Ramstein cuối tháng 4 vừa qua rằng ông tin M1 là xe tăng tốt nhất trên thế giới, đồng thời nói thêm rằng các kiếp lái sẽ sử dụng xe tăng huấn luyện có khả năng phi chiến đấu để học cách bắn, điều khiển và bảo dưỡng. Theo hãng tin AP, tất cả 31 xe tăng M1 Abrams đã đến khu vực huấn luyện Grafenwöhr ở Đức vào đầu tuần này. Cố vấn Tổng thống Zelensky cho rằng những bước đầu tiên trong cuộc tổng phản công đã bắt đầu. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết các hoạt động sơ bộ đã bắt đầu mở đường cho một cuộc tổng phản công chống lại các lực lượng xâm lược của Nga. Đó là một quá trình phức tạp, không phải là vấn đề trong một ngày nhất định hay một giờ nhất định, Mikhail Podolyak nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian. Đó là một tiến trình giải phóng, và chắc chắn là một số quy trình nhất định chuẩn bị cho tiến trình đó đang diễn ra, chẳng hạn như phá hủy các tuyến tiếp tế hoặc cho nổ tung các kho hàng phía sau các phòng tuyến. Cường độ đang tăng lên, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, ông nói thêm, đồng thời dự đoán rằng khi đà phản công tăng dần, sẽ có nhiều cuộc xâm nhập vào Nga của các nhóm phiến quân Nga, chẳng hạn như cuộc đột kích ở vùng Belgorod trước đó hồi đầu tuần. Hôm thứ Bảy, chỉ huy các lực lượng vũ trang của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, đã làm dấy lên kỳ vọng rằng một chiến dịch lớn có thể sắp xảy ra bằng cách tuyên bố trên mạng xã hội, đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Tuyên bố của Zaluzhny trên ứng dụng nhắn tin Telegram đi kèm với một đoạn phim điện ảnh cho thấy những người lính Ukraine được trang bị vũ khí mạnh mẽ đang chuẩn bị cho trận chiến trên nền nhạc có âm thanh một người kể chuyện đang đọc lời cầu nguyện kêu gọi sức mạnh để tiêu diệt đối phương của Ukraine. Cựu tư lệnh Nga cho biết Điện Cẩm Linh đối mặt với cuộc binh biến khi âm mưu đảo chính đã được tuyên bố. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Kremlin face mutiny as coup attempt, declare former Russian commander. Nghĩa là cựu tư lệnh Nga cho biết Điện Cẩm Linh đối mặt với cuộc binh biến khi âm mưu đảo chính đã được tuyên bố. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Cựu chỉ huy Nga Igor Girkin đã tuyên bố rằng Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc binh biến từ tập đoàn Wagner và nhà lãnh đạo Yevgeny Prigozhin. Tập đoàn Wagner là một trong những tập đoàn lính đánh thuê nổi tiếng nhất ở Nga và Prigozhin có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lực lượng này hiện diện mạnh mẽ trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, đặc biệt là trong trận chiến giành Bakhmut, trong đó Prigozhin tuyên bố rằng hàng nghìn người của ông ta đã thiệt mạng. Prigozhin đã thông báo hôm thứ Năm rằng ông sẽ rút khỏi Bakhmut trước ngày 1 tháng 6, bàn giao vị trí, đạn dược, mọi thứ kể cả khẩu phần lương khô cho quân đội Nga. Khi công bố động thái này, nhà tài phiệt được mệnh danh là đầu bếp của Putin cũng đã đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với giới chức Nga về cách họ giải quyết chiến trường Bakhmut và cho rằng cuộc xâm lược Ukraine đã phản tác dụng. Về vấn đề phi quân sự hóa, nếu họ có 500 xe tăng khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, thì bây giờ họ có 5.000 xe tăng. Prigozhin cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nếu họ có 20.000 người có thể chiến đấu thuần thục, thì bây giờ 400.000 người biết cách chiến đấu.
chúng ta đã phi quân sự hóa nước này như thế nào? Hóa ra điều ngược lại mới đúng. Chúng ta quân sự hóa nó một cách rõ ràng. Khi đưa ra những bình luận chỉ trích này, Gherkin, một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nga và là cựu chỉ huy lực lượng ly khai ở vùng Donbass của Ukraine nói rằng Prigozhin đang tạo cơ sở cho một cuộc binh biến và thực hiện một cuộc đảo chính chống lại Điện Cẩm Linh cùng với lực lượng Wagner. Tuyên bố của Gherkin đã được World Translate, một tổ chức dịch các tài liệu liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine, lưu hành trên Twitter vào thứ Bảy để lưu hành trên toàn thế giới. Gherkin cáo buộc Prigozhin chuẩn bị cho một cuộc đảo chính ở Nga. Tài khoản World Translate chính thức đã tweet. Ông ấy nói rằng những lời lăng mạ quân đội Nga bởi đầu bếp của Putin là không thể chấp nhận được và báo hiệu sự rạn nứt trong giới tinh hoa mà Prigozhin sẽ lợi dụng bằng quân đội riêng của mình đang rút khỏi Bakhmut. Gherkin nói thêm rằng nếu Nga thua trong cuộc phản công sắp tới, tình hình chính trị trong nước có thể trở nên không thể giải quyết được vào cuối mùa hè. Nếu Prigozhin vẫn là người đứng đầu Wagner, cuộc binh biến sẽ diễn ra nhanh chóng và triệt để. Gherkin nói trong một video được World Translate chia sẻ. Một âm mưu đảo chính đã được tuyên bố. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi không biết, đặc biệt là khi Wagner đang khẩn cấp rút về căn cứ phía sau. Nguy cơ đảo chính đang rình rập là rõ ràng. Newsweek đã liên hệ với các quan chức Nga qua email để xin bình luận và các chuyên gia quốc phòng nước ngoài để tìm hiểu sâu hơn. Video Ukraine gợi ý về phản công. Đã đến lúc lấy lại những gì là của chúng ta. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukrainian video hints at counteroffensive. Time to take back what is ours. Nghĩa là video Ukraine gợi ý về phản công. Đã đến lúc lấy lại những gì là của chúng ta. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Kyiv đã ám chỉ rằng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của họ chống lại Nga có thể sớm bắt đầu bằng một video hô hào tiêu diệt đối phương. Được đăng bởi Valery Zaluti, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, đoạn clip có tiêu đề đã đến lúc lấy lại những gì là của chúng ta và mô tả các lực lượng của Kyiv sẵn sàng chiến đấu. Anton Cherashenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine đã tweet rằng đoạn video được lấy cảm hứng từ một lời cầu nguyện của nhà văn Ukraine Osip Machak gần 100 năm trước. Chủ đề chính của lời cầu nguyện hiện đại là xin chúc lành cho cuộc tấn công kiên quyết của chúng con, anh ấy nói. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để xin bình luận. Nhiều người đang trông đợi một cuộc phản công được dự đoán rộng rãi của Ukraine, trong đó các lực lượng của Kyiv dự kiến sẽ sử dụng các thiết bị do phương Tây cung cấp để giành lợi thế trước Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói rằng một cuộc tấn công có thể bắt đầu ngày mai, ngày kia hoặc trong một tuần. Ông nói sẽ là kỳ lạ nếu tiết lộ ngày tháng của chiến dịch, nhưng khẳng định chúng tôi luôn sẵn sàng nắm lấy điều mà ông mô tả là cơ hội lịch sử. Chúng tôi không thể thua, ông nói, bày tỏ mong muốn rằng Ukraine có thể thực sự trở thành một quốc gia Âu Châu lớn, độc lập. Ông bác bỏ những ý kiến cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu và bảo vệ quyết định tiếp tục chiến đấu cho thành phố Bakhmut của Donetsk trong một thời gian dài, với cái giá được cho là tổn thất quân số cao cho cả hai bên. Bakhmut là vùng đất của chúng tôi, là lãnh thổ của chúng tôi và chúng tôi phải bảo vệ nó, ông nói với BBC, đồng thời cho biết thêm rằng một số binh lính từ nhóm lính đánh thuê Wagner dẫn đầu cuộc tấn công của Mạc Tư Khoa vào thành phố đang rút lui để tập hợp lại tại ba địa điểm khác. Diễn biến này xảy ra khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với hãng thông tấn TASS do nhà nước kiểm soát rằng Ukraine phải nhận ra thực tế lãnh thổ mới và từ bỏ các lãnh thổ xâm lược của Nga. Người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, đã trả lời bằng một bài đăng trên Telegram nói rằng
Kyiv sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga, chừng nào quân đội Nga còn ở trên lãnh thổ Ukraine. Galuzin cũng nói với TASS rằng, để đạt được một hòa bình lâu dài, Ukraine không nên gia nhập NATO hay Liên minh Âu Châu. Vương quốc Anh cho biết, người Nga đang phải đối mặt với những lời kêu gọi kiểu Xô Viết, làm thêm giờ nghỉ để hỗ trợ cho chiến tranh. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russians facing Soviet style calls for extra work to support war UK. Nghĩa là Vương quốc Anh cho biết người Nga đang phải đối mặt với những lời kêu gọi kiểu Xô Viết, làm thêm giờ để hỗ trợ cho chiến tranh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Theo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, các doanh nghiệp Nga đã kiến nghị Điện Cẩm Linh ra lệnh làm việc 6 ngày một tuần như một phần của lời kêu gọi làm việc kiểu Xô Viết để hỗ trợ cho cuộc chiến Ukraine. Bản cập nhật tình báo được chia sẻ vào Chủ nhật cho biết, giọng điệu của cuộc tranh luận ở Nga đã chuyển từ việc tấn công những người chỉ trích chiến tranh sang việc bắt buộc các công dân phải hy sinh để ủng hộ chiến tranh. Cục tình báo Bộ Quốc phòng nói thêm, các nhóm kinh doanh và truyền thông do nhà nước Nga hậu thuẫn đã kiến nghị Bộ Kinh tế bắt buộc người lao động phải làm việc 6 ngày một tuần trước nhu cầu kinh tế của chiến tranh, làm thêm mà hầu như chắc chắn không được trả thêm lương. Vào ngày 21 tháng 5, nhà tuyên truyền hàng đầu của Nga Margarita Simonyan đã tranh luận rằng công dân nên làm việc thêm 2 giờ trong các nhà máy sản xuất vũ khí mỗi ngày sau công việc thường ngày của họ. Cục tình báo Bộ Quốc phòng Anh nhận định, giọng điệu đang được phát triển mạnh trong các cuộc trò chuyện, rõ ràng phản ánh cảm giác cưỡng bức xã hội kiểu Xô Viết. Nó cũng làm nổi bật nhận định cho rằng, giới lãnh đạo rất có thể xác định hiệu quả kinh tế là yếu tố quyết định để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Các nhà lãnh đạo Liên Xô đã giới thiệu một tuần 6 ngày trong những năm đầu tồn tại của nhà nước Cộng sản. Tuần 6 ngày có nghĩa là công dân sẽ làm việc 5 ngày liên tiếp và có một ngày nghỉ thay vì 2 ngày. Nhưng dự án đó bị coi là thất bại và hệ thống 2 ngày cuối tuần trước đó đã được khôi phục vào tháng 6 năm 1940 sau 11 năm thử nghiệm. Một cuộc khảo sát vào tháng 4 của nhà thăm dò dư luận Nga, Trung tâm Levada cho thấy 43% công dân cho biết họ chắc chắn ủng hộ lực lượng vũ trang của đất nước, trong khi 32% cho biết họ có thể ủng hộ. Chỉ 16% cho biết họ không ủng hộ. Khi được yêu cầu giải thích về sự hỗ trợ của họ, 19% số người được hỏi cho biết việc hỗ trợ của chính chúng tôi là cần thiết và 16% tin rằng điều đó là để bảo đảm an ninh của Nga. Các lý do khác được đưa ra là để tiêu diệt bọn phát xít và bảo vệ các công dân ở Donbass. Cuộc khảo sát của Trung tâm Levada với 1.623 người từ 18 tuổi trở lên từ các khu vực, thành thị và nông thôn của Nga được thực hiện từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4. Hội đồng Đại Tây Dương là một tổ chức tư vấn các vấn đề quốc tế của Mỹ đã mô tả Trung tâm Levada là cơ quan thăm dò ý kiến độc lập hợp pháp duy nhất của Nga. Một số nhà bình luận Nga ngày càng lo ngại về cách giải quyết chiến tranh của Vladimir Putin, bất chấp những tuyên bố thành công trong trận chiến giành Bakhmut. Cựu chỉ huy Nga Igor Chikhin đã tuyên bố đất nước sẽ phải đối mặt với một cuộc binh biến từ tập đoàn Wagner và lãnh đạo Yevgeny Prigozhin. Prigozhin, người đã công khai chỉ trích Điện Cẩm Linh, tuyên bố các chiến binh của ông sẽ rút khỏi Bakhmut trước ngày 1 tháng 6. Bàn giao vị trí, đạn dược, mọi thứ, kể cả khẩu phần lương khô cho quân đội Nga. Chikhin, một người Nga theo chủ nghĩa dân tộc và là cựu chỉ huy lực lượng ly khai ở vùng Donbass bị tạm chiếm của Ukraine, cho biết Prigozhin đang tạo cơ sở cho một cuộc binh biến và thực hiện một cuộc đảo chính chống lại Điện Cẩm Linh với lực lượng lính đánh thuê Wagner. Newsweek đã liên hệ với Điện Cẩm Linh để xin bình luận qua email. Nga sẽ bắt đầu trục xuất các nhà ngoại giao Đức, giáo viên và nhân viên của các tổ chức văn hóa vào tháng tới.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này đã quyết định trục xuất hàng trăm nhân viên nhà nước Đức, bao gồm cả giáo viên và nhân viên của Viện Quê, nơi quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Đức ở nước ngoài. Biện pháp này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai nước, vốn đã có mối quan hệ rất căng thẳng kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào đầu năm ngoái. Bộ Ngoại giao Đức chỉ trích động thái của Nga, gọi đây là quyết định đơn phương, phi lý và khó hiểu. Zakharova cho rằng quyết định này được đưa ra để đáp lại việc cắt giảm sự hiện diện của các cơ quan tình báo Nga ở Đức vào đầu năm nay. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Đức về vụ trục xuất hàng trăm người Đức của Liên bang Nga. Đức cho biết hơn 100 nhân viên sẽ bị rút đi sau khi mặt tư khoa áp đặt giới hạn số lượng được phép làm việc tại các cơ quan ngoại giao ở Nga, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm thứ Bảy. Giới hạn này, do Nga đặt ra vào đầu tháng 6, đòi hỏi phải cắt giảm đáng kể trong tất cả các lĩnh vực hiện diện của chúng tôi ở Nga. Những người bị ảnh hưởng bao gồm giáo viên, cũng như các nhân viên khác của trường học và viện quê, và cần thiết để duy trì sự cân bằng hợp lý cho sự hiện diện ngoại giao của Đức, người này cho biết, và mô tả con số bị ảnh hưởng ít nhất là 100. Quan hệ giữa Nga và Đức, từng là khách hàng mua dầu khí lớn nhất của Nga, đã rạn nứt kể từ khi Mạc Tư Khoa tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, và phương Tây đáp trả bằng các lệnh trừng phạt và cung cấp vũ khí. Nguồn tin gọi giới hạn được công bố vào tháng 4 là đơn phương, không chính đáng và không thể hiểu nổi. Người này từ chối cho biết giới hạn do Mạc Tư Khoa áp đặt là gì. Số lượng nhân viên người Đức rời đi đã được tờ Zdruk Zeitung của Đức đưa tin trước đó. Bộ Ngoại giao Nga đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tổng tư lệnh Không quân Vương quốc Anh nói rằng thất bại sẽ khiến Nga trở nên tàn bạo và thù hận ngay cả khi Putin biến mất. Tổng tư lệnh Không quân sắp mãn nhiệm của Vương quốc Anh nhận định rằng NATO phải chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm là thất bại trong cuộc chiến chống lại Ukraine sẽ khiến Nga trở nên thù hận và tàn bạo và đặt ra mối đe dọa đối với các nước NATO. Tư lệnh Không quân Sir Michael Wilson nói với tờ The Telegraph rằng lực lượng không quân, hải quân nổi và lực lượng tàu ngầm của Nga là mối đe dọa đối với Anh và NATO. Ông cảnh báo mối đe dọa này có thể trở nên tồi tệ hơn bất kể Tổng thống Nga Vladimir Putin có bị lật đổ hay không. Khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc và Ukraine đã khôi phục lại biên giới của mình, đó là điều bắt buộc phải như thế, chúng ta sẽ có một nước Nga bị tàn phá, thù hận và tàn bạo, những phương tiện gây hại cho chúng ta là thông qua tấn công trên không, tấn công bằng hỏa tiễn và tấn công dưới mặt đất. Tổng tư lệnh Không quân Vương quốc Anh chuẩn bị hết nhiệm kỳ vào tháng tới sau 4 năm đứng đầu binh chủng không quân. Ông nói thêm, cần phải cảnh giác rằng đây không chỉ là về một người. Có cả một cấu trúc và hệ thống phân cấp đằng sau Putin. Vì vậy, ngay cả khi Putin biến mất khỏi sân khấu, vẫn có vô số người khác có thể thay thế ông ta, những người có thể tàn bạo và độc ác không kém đối với người dân của họ và các quốc gia láng giềng. Nga đã cáo buộc Nhật Bản đưa ra những suy đoán hoài nghi, vô đạo đức khi bình luận xung quanh mối đe dọa hạt nhân mà Mạc Tư Khoa đặt ra và hứa sẽ đáp trả vòng trừng phạt mới nhất của Nhật Bản đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Hiroka Matsuno, cho biết hôm thứ Sáu rằng Nhật Bản sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga sau khi hội nghị thượng đỉnh G7 mà Tokyo đăng cai vào tuần trước đã đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt việc Mạc Tư Khoa xâm lược Ukraine. Matsuno cũng lên án kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, nói rằng điều đó sẽ làm tình hình thêm căng thẳng, và Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận mối đe dọa hạt nhân của Nga, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang đánh giá việc thực hiện các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của nước này, và sẽ không bỏ qua các hành động bất hợp pháp của Tokyo. Zakharova cũng đặt vấn đề với việc Matsuno coi Nga là tham gia vào vụ tống tiền hạt nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao của Tehran cáo buộc Tổng thống Zelensky tuyên truyền chống Iran. Hôm thứ Bảy, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên truyền chống Iran khi kêu gọi Iran ngừng cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nói rằng những bình luận của ông được thiết kế để thu hút thêm vũ khí và viện trợ tài chính từ phương Tây. Zelensky trong một bài phát biểu video hôm thứ Tư đã kêu gọi người Iran ngừng trượt vào mặt tối của lịch sử khi cung cấp máy bay không người lái cho Mạc Tư Khoa. Ban đầu, Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Bezolahian nói, cáo buộc Iran gửi hỏa tiễn cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine là không có cơ sở. Chúng tôi có hợp tác trong các vấn đề quốc phòng với Nga, nhưng việc gửi vũ khí và máy bay không người lái chống lại Ukraine chắc chắn không phải là chính trị của chúng tôi. Đến ngày 5 tháng 11 vừa qua, trước các bằng chứng không thể chối cãi là xác các máy bay không người lái bị bắn hạ, Hossein Amir Bezolahian nói, chúng tôi có gửi nhưng chỉ một số ít trong thời gian trước chiến tranh Ukraine. Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu, Josep Borrell, tiết lộ rằng ông khá ngạc nhiên vì trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Bezolahian vẫn tiếp tục khẳng định rằng chính trị của chúng tôi là chúng tôi phản đối chiến tranh và sự leo thang chiến tranh ở Ukraine. Ukraine cho biết máy bay không người lái đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng. Hôm thứ Bảy, Hossein Amir Bezolahian cho biết, việc Tổng thống Ukraine lặp lại những tuyên bố ảo tưởng chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran là phù hợp với cuộc chiến truyền thông và tuyên truyền chống Iran nhằm thu hút càng nhiều viện trợ tài chính và vũ khí càng tốt từ các nước phương Tây. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai 15 tháng 5 vừa qua, Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, Hoa Kỳ đang nhận thấy nhiều dấu hiệu cho thấy Nga và Iran đang mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng chưa từng có, nhằm giúp Mạc Tư Khoa kéo dài cuộc chiến ở Ukraine cũng như gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng của Iran. Là một phần của sự hợp tác, Iran đang cung cấp cho Nga các máy bay không người lái tấn công một chiều. Đáp lại, Nga cung cấp cho Iran các kỹ thuật liên quan đến hỏa tiễn tầm xa. Hợp tác giữa Nga và Iran đã khiến các quốc gia trong vùng vịnh hết sức quan ngại. Đó có thể là lý do chính khiến họ mời Tổng thống Zelensky đến nói chuyện tại cuộc họp khoáng đại của Liên đoàn Ả Rập vào hôm thứ Sáu tuần trước. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.